tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Ân xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show do Cao Minh Ân thực hiện. Và chương trình này được phát hình hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30 cũng như là sáng thứ ba lúc 9:30. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam cũng như là một nơi để chúng tôi tâm tình với các anh chị em nghệ sĩ. Và cứ mỗi độ đến cuối tháng 2, tháng 3 thì kính thưa quý vị, chắc quý vị theo dõi những chương trình của câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show thì anh em chúng tôi đến đây để nói chuyện với quý vị về cái chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ thực hiện cũng như là những cái công việc mà chúng ta đã thực hiện hàng năm. Và đến tháng 3 năm nay là câu lạc bộ từ nghệ sĩ chính thức bắt đầu bước vào năm thứ 7, thấm thoát mà thời gian qua rất là mau. Và trong chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi rất là vui có sự hiện diện của hai vị khách đến với chương trình để cùng Cao Minh Hưng giới thiệu về chương trình kỷ niệm đệ thất chu niên. Và bên tay trái của Cao Minh Hưng là danh ca Phương Hồng Quế cũng như là anh Hành Cư, trưởng ban văn nghệ của câu lạc bộ từ nghệ sĩ. Một lần nữa Cao Minh Hưng mến chào chị Phương Hồng Quế cũng như là anh Hành Cư và mời anh chị gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trước tiên thì Phương Hồng Quế xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài. Chào Cao Minh Hưng và chào anh Hạnh Cư. Mời anh Hạnh Cư. Hạnh Cư thuộc câu lạc bộ từ nghệ sĩ xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình talk show của chúng tôi trên đài truyền hình 57.8 IBC. Xin chào nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và hôm nay đặc biệt là có sự hiện diện của ca sĩ Hồng Quế. Xin chào chị. Dạ vâng, chào anh. Thưa quý vị, phải nói nhắc đến danh ca Phương Hồng Quế là phải nói là rất là nhiều cái những cái kỷ niệm mà tất cả quý vị chắc là trong quá trình sinh hoạt âm nhạc của chị rất là thương mến tiếng hát này, tiếng hát hậu phương. Cao Minh Hưng cũng như là có dịp mà theo dõi những cái bài báo về chị thì phải nói là những cái chương trình mà chị hát trước đây cho những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước năm 1975 và sau này, và gần đây thì có một số chương trình mà Cao Minh Hưng có dịp cũng như là tâm tình phỏng vấn chị, gần đây là chương trình của bác sĩ Trung Chỉnh về quân lực xây nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Biên Hòa, cũng như là gần đây là một cái chương trình cây mùa xuân, phải không chị? Rất là những cái chương trình rất là hay mà chị phải nói trước năm 75 mà sau này, sau năm 75 cũng luôn tấm lòng luôn dành cho người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì trước khi mà chúng ta nói về chương trình đệ thất chu niên thì xin hỏi chị Phương Hồng Quế là cái khi mà lúc còn nhỏ chị đã có những lần đi ra chiến trường rồi hát cho những người lính của chúng ta, thì cái nguyên nhân nào mà thôi thúc chị mà có tấm lòng yêu thương người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa như vậy thưa chị? Phải nói rằng tất cả thì đều là cái nhân duyên hết. Vì lúc mà mình còn nhỏ bắt đầu mình đi hát đó, thì lớn lên thì ở trong thời chiến. Cho nên là khi mình bước chân ra đời, mình đi hát từ ban thiếu nhi của ông thầy mình là nhạc sĩ Nguyễn Đức, thì hát những bản nhạc quê hương, rồi lồng vào đó cũng có những bản nhạc về lính nữa. Và sau khi đó thì mình bước ra đời, thầy cũng đưa mình đến hát những nơi như là câu lạc bộ hải quân chẳng hạn. Từ từ còn nhỏ mà cũng đã đi hát cho lính rồi. Và đến cái khi mà mình ra đời, mình chính thức để mà mình đi hát cho lính thì là mình lại gia nhập biệt đoàn văn nghệ Trung ương, là thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, là cái nơi mà đi công tác nhiều nhất. Hát ở các tiền đồn, những công tác là đi các tiền đồn. Cho nên là mình hát cho những người lính và gần gũi cái sự sống chết của những người lính nó gần kề, cũng như khi mình đi hát mình gặp những cái trận đánh mà có thể là nguy hiểm đến cho mình, thì mình nói lâu lâu mình mới đi công tác một lần. Mà mình thấy nguy hiểm như vậy thì các anh lính hàng ngày hàng giờ chiến đấu như vậy thì cái tính mạng của các anh còn nguy hiểm hơn mình nữa. Và từ đó thì mình nghĩ mình thấy thương, mình thấy thương thấy quý các anh. Và cho đến sau này khi mà mình đã đi hát rồi, mình cũng có tiếng rồi, thì thay vì những ca sĩ mà chẳng hạn như là có tiếng rồi thì chỉ hát ở những nơi như tổng tham mưu, những cái nơi mà gần gần với thành phố thôi, không phải đi công tác ở xa, nhưng mà mình vẫn xung phong mình đi bằng với tất cả cái bầu nhiệt huyết, cái tuổi trẻ của mình không sợ chết. Những cái chỗ nào mình xin đến, những cái chỗ nào mà có những cái trận đánh mà gây go ác liệt nhất, mình xin đi.
Tôi rất là ngưỡng phục tấm lòng của chị Phương Thúy dành cho tiến sĩ. Đó là phải nói là tiếng hát hộp hương, đây là một cái niềm mà phải động lực rất là an ủi, động viên tinh thần. Thì nói đến người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trước khi vào chương trình thì Cao Văn Nên cũng nói câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng rất là may mắn có một số anh chị đã sinh hoạt trong trước đây, và một anh Hành Cư cũng là một trong những người trong sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Thì với cái kinh nghiệm về cái âm nhạc của anh, học nhạc rồi sau này anh trở lại tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thì chúng em cũng rất là vui có anh Hành Cư trong 7 năm vừa qua. Chị Phương Hồng Quế, quý vị cũng khán giả cũng biết là những cái chương trình thì anh cũng đã xuất hiện cùng với Cơ Minh Hưng, luôn luôn sát cánh với sinh hoạt của anh chị em. Thì nghe cái chương trình mà chị Phương Hồng Quế nói về người lính như vậy, thì cái cảm nghĩ của anh Hành Cư thế nào, cũng như là câu lạc bộ tình nghệ sĩ? Thưa quý vị, từ trước đến giờ cái có thể nói là tiếng hát của chị Quế thì hồi xưa là tôi ở chiến trường hay đi đánh nhau, thỉnh thoảng đêm rồi căn nhà mở radio ra nghe những giọng hát ở dưới. Có thể mình đóng ở những cái tiền đồn heo hút đó mẹ, nhất là trong những cái trận đánh lớn như ở trận Bình Long chẳng hạn. Trời, rất là khan hiếm, nghe một tiếng hát là con người nó cởi mở ghê lắm, thích thú lắm. Tại vì cái cuộc sống giữa cái chết và cái sống nó rất gần gũi với nhau. Thành thử là nếu mà mình ở chiến trường mình mới thấy cái người lính đó, thì rất là tội nghiệp. Có những cái trận đánh mà tôi thấy là những đơn vị của tôi vậy, mỗi lần mà lên như vậy đó thì nó dồn cả một cái công trường đó mà đánh có một vài tiểu đoàn tiểu đoàn. Thành thử ra nhiều lúc mình thấy nó, lính đưa vào sáng đưa lên trên trận tuyến, chiều là phát xác về để nằm đó, người ta này khiêng đi tải thương đủ thứ, nhất là trận ở Bình Long thì mình không tiếp tế được, rồi đến nỗi mà bác sĩ phải khâu bằng những chỉ sợi bó bố đó, gai đó, không có chuyện đó đâu. Thành thử ra những cái tiếng hát của cái hậu phương là chị đến cái tiền đồn, tụi này rất là thích thú và cũng các chiến sĩ cũng rất là xúc động. Đối với tôi thì những hình ảnh của ngày xưa thì nó luôn luôn là có trong người. Thành thử tôi thấy là bây giờ thì qua tới đây cũng vậy, thì thấy các chị cũng còn trở lại đây, và những cái bài hát cũ ngày xưa bao giờ nó cũng đi vào lòng người. Kính thưa quý vị, thì cảm ơn những lời tâm tình chia sẻ của anh Hành Cư cũng như là chị Phương Quế. Mà nhân chúng ta nói về tiếng hát hậu phương thì ôn lại một chút, đặc biệt là chúng ta bước vào những tháng 3 rồi tháng 4 Quốc Hận, thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng biết đến chị Phương Hồng Quế cũng như là chị Trang Thái Lan qua chương trình là tiếng hát hậu phương rất là nổi tiếng. Mà chắc chắn là một ngày nào đó thì Hành Cư cũng sẽ mời Hành Cư lên để tiếp tục chia sẻ những cái tâm tình này. Nhưng mà em cũng có thắc mắc nãy giờ như thế này nè. Em cũng muốn biết là hỏi trước bây giờ đi, là khi xưa thì anh đi lính anh thuộc binh chủng nào thưa anh? Khi xưa thì trước đó thì tôi đi binh chủng binh thì cũng ra đi chiến trường, cũng đánh đấm từ Bồng Sơn, Tam Quan rồi ở Tông Công Tung, Pleiku, rồi tôi đi qua sư đoàn 18 rồi hồi giờ trận Bình Long, sư đoàn 18 của tướng Đảo đó. Sau đó tôi bị thương, thì tôi chuyển về, sau đó tôi đi học ở bên tình báo. Tôi về đơn vị cũ là mình làm ở phòng gì ở Tiên Đức, Đà Lạt. Vậy là cuộc đời lính của anh cũng thiên chuyển nhiều, cũng gay go ha. Và lúc đó anh học hát chưa vậy anh Hành Cư? Tôi hồi xưa là mình hồi ở trung học thì mình thầy dạy của tôi là ông Hoàng Nguyên. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Chú Hoàng Nguyên cũng là lính đó anh. Chú là lính hình như là quân cụ hay cái gì đó. Đúng rồi. Em cũng nhớ nữa. Cái thưa quý vị, chắc là vui xuân mình cũng không quên nhiệm vụ là ngày hôm nay trở lại với chương trình để chúng tôi còn đôi phút còn lại của chương trình phần 1 để nói về chương trình kỷ niệm để thất trung niên. Thì kính thưa quý vị, như là phần đầu chương trình chúng tôi đã thưa, thì năm nay tháng 3 câu lạc bộ tình nghệ sĩ chính thức bước ra một lần nữa, bước vào năm thứ 7. Thì để chung vui cho chương trình ngày hôm đó, ngày 25 tháng 3 thứ 7 lúc 5 giờ, thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ xin trân trọng kính mời quý vị đến để chung vui trong một cái chương trình mà quý vị thấy poster trên màn ảnh, một chương trình văn nghệ fashion show dạ vũ. Phần 2 của chương trình chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về thành phần các anh chị em nghệ sĩ tham dự cũng như là những cái nét đặc biệt của chương trình này. Thì một lần nữa, quý vị muốn đến tham dự của chương trình của ngày 25 tháng 3, quý vị có thể liên lạc với một số nơi chúng ta có vé như là nhà sách Tung Quỳnh hay là Bonsai Tickets, hay có thể gọi cho số điện thoại của chị Lisa Trần là 714-837-5793, cũng như là số của Cao Minh Hương là 714-403-9000.
93-15 một năm. Cảm ơn anh Hành Cư. Giá vé thì rất là tượng trưng, thưa quý vị, giá regular là 35 đô, cũng như là vé ủng hộ là 45 đô. Chương trình này, giá vé này có bao gồm ẩm thực. Thì một lần nữa mình rất là cảm ơn chị Phương Quế trong phần đầu của chương trình để chia sẻ cùng với anh Hành Cư, nói về những cái sinh hoạt cũng như là cái bước đường, những cái thăng trầm, những cái gian khổ của những cái quãng đời của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.